Ok, hai cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh review tôi. Thì như trên màn hình giao diện điện thoại của mình, các bạn đang thấy là ứng dụng mẹo vặt cuộc sống. Ứng dụng ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến cho các bạn đó, ví dụ như các bạn cần những cái mẹo vặt về ẩm thực, về cuộc sống, về làm đẹp, về du lịch, về ngày Tết, y khoa, hãy vào ứng dụng này đó. Chúng ta sẽ vào thử phần ứng dụng nha. Giao diện rất là dễ sử dụng ha. Như đây là thực phẩm ngăn ngừa bệnh thiếu máu nè, cách chữa cơm nhão, mẹo khử mùi hôi gà, bò cá nè, rất là chi tiết nha các bạn. Rồi cuộc sống, những cái mẹo vặt hay trong cuộc sống là cách chọn và giặt quần áo và trang phục nè, bảo dưỡng trang phục, làm đẹp, du lịch. 11 là lời khuyên khi cho con đi du lịch nè, cho bé đi xa thì mang những gì, rất hữu ích. Rồi mẹo vặt ngày Tết, cái y khoa nữa nha các bạn, bệnh đau dạ dày, khô môi nè, chứng đau lưng như thế nào, và chúng ta phải đắp nước đá vào chỗ đau nè. Rất chi tiết và dễ sử dụng. Thì đây là tên ứng dụng ở trên Shark Play nha các bạn, mẹo vặt cuộc sống đó. Mẹo vặt cuộc sống, và đây logo icon của ứng dụng nè, được rất nhiều bình luận rất tích cực nha các bạn. Ok, thì cái phần hướng dẫn sử dụng ứng dụng mẹo vặt cuộc sống ở trên chiếc smartphone Android của mình tới đây kết thúc. Rất mong được các bạn quan tâm ủng hộ kênh. Nếu cảm thấy hay, nhấn like, subscribe, nhấn chuông để theo dõi những clip sau của mình.